Không, Thái hỏi sao thế giới dùng năng lượng gì vậy anh Kiệt? Thì hiện giờ mình cũng thấy rồi đó, ánh nắng mặt trời đó, solar với pin là vậy đó. Thì mình sẽ không có đốt than đá nữa, thì cái không khí nó sẽ tốt lại. Ủa Hiền nói sao chiến tranh thế giới những công ty lớn Tesla, Google, Microsoft nên có bị đó không? Không có thằng nào cũng bị sức càng gãy gọng thôi chứ phá sản chắc không. Để nó cũng là một cái nạn của thế giới điều hết mà. Đâu có phải là bị hoài đâu. Tạm thời thôi. Lila nói cho người tháng 5 này ở Âu Châu có được không? Cũng ok. Vẫn bây giờ là ở trên các chị vị đang muốn mua tin giảng hòa. Trên này con cháu ma quỷ nó cũng quá trời luôn. Năm dần cập mới ló đầu, Âu Âu Á lung tung nghịch lẫn tới thật rồi. Cinderella nên nói dấu hiệu nào để nhận ra Phật Di Lặc? Nhận ai cũng là Phật hết. Chứ Phật khi mà ngài nói chuyện á, ngài thuyết pháp là một ngài sẽ thuyết ba thời kinh, là ba tiếng sấm nổ á. Cái thời kinh đầu tiên là tiếng sấm đầu tiên, thời kinh thứ hai là tiếng sấm thứ hai, thời kinh thứ ba là tiếng sấm thứ ba. Đó là theo được biết là vậy chứ không phải là súng đạn đâu. Anh Kiệt giúp chị Phương Hằng đi, em Tây nói. Ủa anh cũng muốn lắm nhưng mà lỡ mai mốt anh cũng sẽ giống như bả, không biết bả có giúp anh không có nghe. Là mấy đại ca đâu có nể mình đâu, đang chờ mình về để chụp thì anh cũng giúp bả đó. Xin rồi. Từ lúc khai thiên lập địa, cha trời mẹ đất tạo ra nhiều ngôn ngữ khác nhau chi vậy anh Phan Đông hỏi. Câu này hay nghe đó, thì cũng hỏi trên cái này, chẳng những nhiều ngôn ngữ, nhiều màu da, hồi xưa có màu xanh nữa, màu đỏ nữa, thêm nhiều quốc gia nữa, để làm chi? Để cho mình có sự ở trên bề trên dễ dàng.